gì nữa đây, có nhiều bài hát với bản quyền nhiều quá hơi căng. Cái bài gì hát, cái bài gì không không cái bài gì thằng đeo kính đen đứng hát đó, chính em vì em à, Hồng Phu. Rồi ok anh em. Tổng Phu này đúng không? Đây. Rồi xin chào anh em nha. Mình sẽ demo cái combo lo của Soakin nha. Đây. Thì cấu hình nó sẽ bao gồm là một cái full Soakin H15, này là full đơn 40 và một cái sub đơn. Sub đơn cũng có Soakin luôn nha anh em. Sub đơn này là có model là H18S nha. Toàn bộ đều là hàng nhập khẩu, hàng chính hãng, nguyên thùng, nguyên đai, nguyên kiện hết nha. Đây. Này là sub. Về rất là nhiều nha, bên đây là full nè, nó nguyên một nhà luôn. Này là full H15. Toàn bộ nhập chính hãng của Soakin, nguyên đai nguyên kiện nha. H15. Đó thì những cái dòng loa này rất là phù hợp cho anh em làm show, làm sự kiện các kiểu luôn. Lắp karaoke, nhà hàng, quán bar, làm dàn nhạc. Âm thanh rất là tuyệt vời luôn. Loa hãng cho nên là tiếng nó rất là gọn và sạch sẽ, nó không có bị tạp như những cái dòng loa ráp hoặc là những cái dòng loa kém khác. À, cái này mình về hàng giá cũng rất là ok. Bây giờ mình sẽ demo thử một bài hát cho anh em nghe cảm nhận trước ha, để đánh giá chất âm của em nó. Thì tất nhiên là nghe qua livestream thì nó sẽ không bằng thực tế bên ngoài, nhưng mà mình cũng cố gắng mình thể hiện một chút cho anh em nghe thử trước cái tiếng ca, cái vocal, cái chất âm của nó. Đó, anh em nào có nhu cầu thì sau cái clip demo này hãy liên hệ bên mình nha. Toàn bộ là hàng nhập hãng hết, giá rất là hợp lý cho anh em làm luôn. Anh em làm vừa vừa di động nhỏ nhỏ hoặc là lắp để hát karaoke gia đình thì là hết sảy luôn, rất là hay. Nó công nghệ Đức nha, toàn bộ nhập khẩu chính hãng hết. Một bộ của nó anh em xài là cặp full với cặp sub thôi là đã đi làm mấy cái show tiệc nhỏ nhỏ được rồi. Đó, còn nếu như mà hai cặp full một cặp sub hoặc là đồng bộ 4 full 4 sub thì ôi làm đám tiệc 500-700 khách là vô tư luôn nha. Rồi bây giờ thử tiếng mic trước rồi phía ơi, mic trước em ạ. Mình sẽ thử tiếng vocal trước nha. Em cho ít xíu xíu reverb lên xíu xíu. Rồi ít echo thôi. Y như làm show hát band đó. Rồi chào mấy anh em ha, tạm gọn nha. Chào Văn Nhà Ngọc Hân Hải Đăng. Chào anh Nhạc Sống Tân Tiến, anh Hải Phú. Chào anh Điện Tử Thanh Nhàn nha. Đây là vocal của loa Soakin full 40 H15. Tiếng vocal. Y A lượt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. E C 5 6 7 8 9 10. Đây là mình tự tin khẳng định cho anh em luôn là chất âm nó hay hơn rất 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 là nhiều những cái dòng lo đang ráp ở thị trường Việt Nam. Bất kể lo gì, bất kể lo full hay là lo hỏa tiễn hay lo live array, bất kỳ lo gì, tiếng nghe hay hơn rất nhiều anh em nha. Một cái hay của nó là rất là đáng đồng tiền là tiếng rất là sạch và gọn, không có bị dơ, không bị tạp. Đó. Hãng Soakin là họ làm rất là chất lượng. Đây là mình alo mà thử với cái micro 8800W với lại một cái bàn mixer Dynacord loại 1 hàng Trung Quốc thôi. Nhưng mà anh em nghe cái tiếng vocal anh em cảm thấy như thế nào? Thử là những cái bộ dàn rề là đồ rất là bình thường thôi đó, anh em nghe tiếng rất là ổn áp luôn. Còn nếu như mình thử trên những cái dàn âm thanh cao cấp mixer số hoặc là mixer hoặc là synthesizer thì anh em sẽ thấy là cái độ chi tiết nó lên còn cao hơn rất là nhiều nữa. Ok anh Hải Đăng, cái voi 400 thì em có sẵn rồi, cần lắp. Anh em nào lên combo, lên dàn ráp, lên dàn máy là chọn bộ đi show rồi cứ qua em là em sẽ đắp cho hết. Lexicon là có hàng sẵn nha. Rồi bây giờ sẽ cho lên miếng nhạc hát thử một bài cho anh em nghe luôn. Sự ly 5 6 7 8 9 10. Sự thử một bài nhạc trẻ cho anh em nghe nha. Tí quay gì mà anh em thấy
chính em vì em đã cho anh biết yêu và thương. Mà tại sao trớ trêu em là gió lơ qua nhận để anh đồng lại hỡi sương hoa mỹ trong câu ca này. Để một ngày nào kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy em lao đao dũng khi nào, để anh giang cánh tay ôm lấy vào. Qua khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời bởi nghèo. Quả nhiên là ai cũng thế thôi, chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoang cảnh trước mắt lầm than. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em cha nợ cũ mà. Một nụ hồng thử ngay đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ thêm mang đau thương bởi vì kẻ phù phàng. Người muốn yêu ai trong màn đêm tối tăm đỏ đây, người muốn tìm gì ở dưới đắng ly rượu cay. Đêm đêm khóc than mình em cầm bưng nước sông cho chồng, làm sao anh quên đi và thôi ngóng trông em buồn đi hết trong lòng. Hiện tại là bộ còn hát là chưa các cây quy lòng anh hết nha. Chưa anh em đang nghe là cái vocal của cái loa sau kim H15 với lại là cái sub H18S nha. Chính em vì em đã cho anh biết yêu và thương. Mà tại sao trớ trêu em là gió lơ qua nhận để anh đồng lại hỡi sương hoa mỹ trong câu ca này. Để một ngày nào kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy em lao đao giống khi nào, để anh giang cánh tay ôm lấy vào. Qua khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời bởi nghèo. Quả nhiên là ai cũng thế thôi, chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoang cảnh trước mắt lầm than. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cả tương lai anh là em sẽ nở cứu mà. Một nụ hồng hướng ngay đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ thêm mang đau thương bởi vì kẻ phù phàng. Người muốn yêu ai trong màn đêm tối tăm đỏ đây, người muốn tìm gì ở dưới đáy ly rượu cay. Đêm đêm không thang mình em cầm bưng nước sâu cho chồng, làm sao anh yên đi mà thôi ngóng trông em buồn đi hết trong lòng. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em cha nợ cứu mà. Một nụ hồng thương ngay đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương bởi vì kẻ dối gian. Người muốn yêu ai trong màn đêm tối tăm đỏ đây, người muốn tìm gì ở dưới đáy ly rượu cay. Đêm đêm khóc than mình em cầm bước nước giống cho chồng, làm sao anh quên đi mà tôi ngóng trông em buồn đi hết trong lòng. Đó thì mình mới vừa test xong cái vocal của cái nguyên bộ combo full sub. Full là 40 nha anh em, full 40 đơn nha, với là sub 5 tấc. Làm dòng loa sân khấu, loa sự kiện hội trường nha. Anh em nào có nhu cầu mua hàng chính hãng, giá tốt thì có thể liên hệ bên mình. Về số lượng cũng khá là nhiều luôn. Đủ làm cho anh em phải là mấy bộ cấu hình combo đi show hoặc là để lắp phòng quán karaoke hoặc là nhà hàng nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Anh em nào quan tâm thì liên hệ về số máy bên công ty mình là 0938 641 445. Anh em phải kết bạn số Zalo
để mình tư vấn hoặc là gửi hình ảnh chi tiết cái sản phẩm qua nha. Cảm ơn em rất là nhiều luôn.